Chị em trong đội nhóm Team Secret thì Khải mới vừa có một cái câu hỏi từ một cái người agent mới ở thị trường Minnesota hỏi Khải. Thì trước đây cô tham gia vào một cái công ty có một cái chính sách bậc thang ly khai, tiếng Anh được gọi là breakaway system. Thì cô muốn hiểu được cái sự khác biệt giữa một cái công ty trả lương theo hàng tháng và một cái công ty trả lương theo hàng tuần. Cô muốn biết được cái sự ưu việt và cái sự bất lợi của hai cái chính sách trả thưởng. Thì Khải muốn xin chia sẻ với anh chị là trước đây khi mà Khải bước vào cái ngành kinh doanh thương mại vào 2005 đó, thì Khải tham gia vào công ty bậc thang ly khai. Khải đã hợp tác với công ty đã được 5 năm và đã đạt được cái cấp bậc cao nhất của công ty đó, được gọi là Diamond. Cho nên những cái gì mà Khải chuẩn bị chia sẻ với anh chị ở đây không có dựa trên lý thuyết hay là đọc trên mạng, mà Khải dựa trên cái kinh nghiệm, thì hy vọng là giúp được cho anh chị hiểu rõ hơn cái sự khác biệt giữa một cái công ty trả theo hàng tuần và cái công ty trả theo hàng tháng. Thì nếu mà anh chị so sánh thì anh chị sẽ thấy nếu một công ty trả theo hàng tháng thì một năm tối đa công ty đó sẽ gửi ra là 12 cái check, có nghĩa là 12 lần tiền commission. Nếu mà anh chị làm việc với một công ty hàng tuần thì một năm tối đa anh chị sẽ nhận được là 52 cái check, 52 cái check cho commission. Thì cái đó là hai cái sự khác biệt số 1, thứ nhất. Cái điều thứ hai, nói về cái tính chất là cash flow, có nghĩa là cái tiền mà anh chị, cái công sức mà anh chị làm ra và anh chị nhận được, cái khoảng thời gian anh chị nhận được, thì cái sự khác biệt rất là nhiều là cái chỗ này. Thí dụ như anh chị tham gia vào một cái công ty đó có 28 cái tháng công ty đó, mà nếu mà trong cái tháng có 28 ngày thì công ty tính là như vậy nè anh chị, là những cái gì xảy ra được từ cái ngày đầu tháng tới cái ngày cuối tháng công ty gom lại, và công ty cần 1 tới 2 tuần để process cái tiền commission cho anh chị, và sau đó mới gửi ra, cần thêm một tuần nữa để gửi cái check đó ra. Nếu mà cái tháng đó có 31 ngày, không phải là 28 ngày, nó 31 ngày, thì công ty sẽ cộng tất cả những cái gì xảy ra từ 1 tây tới ngày 31 tây, và công ty sẽ cần bao nhiêu đó anh chị, công ty sẽ cần thêm 2 tuần để process commission mình và gửi ra cái tuần thứ 3. Thì nếu mà như vậy thì anh chị cứ làm một cái bài toán để tính, nếu mà cái tháng đó có 28 ngày, có nghĩa là đúng 4 tuần cộng thêm 2 tuần để processing commission thì có nghĩa là 6 tuần cộng thêm 1 tuần nữa để công ty gửi cái check ra. Còn nếu mà trường hợp mà anh chị nhận direct deposit thì anh chị chỉ nhận mau hơn một chút xíu, vài ngày mau hơn. Thì bây giờ anh chị thấy là nếu mà tham cái tuần có 28 ngày là đã 4 tuần rồi đúng không anh chị, cộng 2 tuần nữa là 6 tuần. Mà nếu anh chị lấy 6 tuần mà anh chị lấy 6 tuần rồi anh chị nhân cho 7 ngày, thì có phải là từ cái ngày 1 tây mà anh chị bán được sản phẩm tới cái ngày mà anh chị nhận được cái commission thì thật sự là ít nhất cũng là 42 ngày. Ít nhất cũng là 42 ngày. Có nghĩa là công ty nên giữ cái số tiền của mình tới 42 ngày. Nếu mà trường hợp mà cái tháng đó có 31 ngày thì có nghĩa là nếu mà trường hợp mà mình bán được cái ngày đầu tháng thì để mình nhận được cái tiền đó thì anh chị thấy là 31 ngày, đúng không ạ? Cộng thêm 14 ngày nữa là bao nhiêu ngày anh chị? Thì có phải là khoảng 45 ngày không? Right? 45 ngày. Thì có nghĩa là công ty giữ cái tiền đó của mình trong 45 ngày công ty mới trả ra. Thì khi mà anh chị làm với một cái công ty tính theo tháng thì anh chị thấy là thứ nhất là công ty trả ra ít lần hơn. Có nghĩa là công ty có cơ hội giữ lại cái tiền mà do công sức mình bán sản phẩm, đưa sản phẩm ra thị trường nhiều hơn. Như thứ hai nữa là công ty prolong, kéo dài cái quá trình trả tiền commission của mình lên tới 45 ngày. Khi mà anh chị làm việc với một cái công ty mà trả lương theo cái dạng mà hàng tuần thì một năm anh chị làm điều đặn thì anh chị sẽ nhận được là 52 cái check commission. Mà nếu mà nói là cái thời gian mà dài nhất để nhận được cái tiền commission thì kéo dài trong vòng 3 tuần là 21 ngày so sánh với 45 ngày. Nếu mà nhiều nhất là tại sao? Ví dụ như trường hợp là đây là cái tuần số 1 mà anh chị bán được cái sản phẩm vào ngày thứ 2, có nghĩa là ngày đầu tuần, thì khi mà kết thúc là từ thứ 2 tới chủ nhật thì cái tuần này là công ty sẽ là process cái check và cái tuần này là công ty sẽ trả ra. Cho nên lâu lắm, nếu mà có tệ lắm thì cái tiền của anh chị, cái công sức của anh chị làm ra thì công ty giữ chỉ có 3 tuần mà thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà anh chị làm việc với công ty trả hàng tuần thì anh chị sẽ
có cái cash flow lẻ hơn. Mà nếu mà anh chị có cash flow lẻ hơn thì anh chị cũng biết rồi, kinh doanh là chúng ta cần cash flow để chúng ta có thể là tái đầu tư, để chúng ta có thể tiếp tục xây dựng hệ thống và hỗ trợ hệ thống, và có tiền để travel, để có tiền để gặp khách hàng và vân vân. Thì nếu mà anh chị quan tâm tới một cái công việc mà có cash flow lẻ để anh chị có thể tiếp tục phát triển mạnh hơn, thì cái chính sách mà trả theo hàng tuần nó có nhiều cái lợi thế hơn cho anh chị. Là tại sao? Là tại vì anh chị nhận được cái tiền commission của anh chị một năm tới 52 lần. Và cái thứ hai nữa là cái thời gian mà công ty giữ cái tiền của anh chị tối đa chỉ có 21 ngày mà thôi. Trong lúc đó nếu mà anh chị so sánh với một cái công ty mà trả theo hàng tháng thì một năm anh chị nhận được 12 lần, mà ít nhất tối thiểu thì công ty cũng giữ lại của anh chị tới 42 ngày tối thiểu, đúng không ạ? Cho nên vì cái lý do đó mà tại sao có nhiều người ta hiểu được cái điều này, người ta muốn làm việc những cái công ty mà có cái chính sách trả thưởng và để tạo cho người ta cash flow lẹ. Thì cái điều thứ ba trong cái sự khác biệt giữa một cái công ty mà trả theo hàng tháng và công ty trả theo hàng tuần là như vậy. Người ta đặt cái câu hỏi là nếu một cái công ty mà trả theo hàng tháng thì so sánh với một cái công ty trả theo hàng tuần thì có phải là công ty trả theo hàng tháng dễ làm hay không? Thì Khai cũng muốn chia sẻ với anh chị là như vậy. Thật sự cuối cùng vẫn là dựa trên cái doanh số mình làm ra. Thí dụ như mình có nhiều doanh số thì mình có tiền nhiều. Thì những cái cấp bậc, cái tên của cái cấp bậc nó không có gọi là quan trọng. Cái quan trọng là cái doanh số của anh chị và cái tiền commission. Cho nên là mỗi công ty có một cái phương pháp khác nhau. Nhưng mà nói chung quy ra là như vậy. Khi mà một cái công ty có một cái khoảng thời gian là 30 ngày để đạt được một cái cấp bậc, thì cái công ty đó, cái điều kiện của nó sẽ lớn hơn cái công ty là tính theo hàng tuần. Vì cái lý do đó, nếu mà anh chị nhìn tới, anh chị nhìn lui, thì cái công ty tính theo hàng tháng đó là nó là một cái miếng bánh to, đúng không ạ? Mà con người, phẩm chất con người thì lúc nào cũng chờ tới cái giờ cuối cùng để làm việc. Thì thí dụ như bây giờ là mình cái 30 ngày, thì nếu mà mình có một cái mục tiêu là 100.000 đô la doanh số là được lên cấp bậc Diamond đi, Khải nói thí dụ thôi, thì thường thường là chúng ta lúc nào làm việc cũng chờ tới những cái tuần cuối cùng chúng ta mới làm. Cho nên vì cái lý do đó chúng ta rất là khó để đạt được 100.000 đô la doanh số sale trong những cái tuần cuối cùng, là tuần thứ 3, thứ 4, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta có 100.000 doanh số sale để lên Diamond tại công ty Secret, thì cái điều kiện nó đã được cắt ra từng phần theo tuần, đúng không ạ? Thì có nghĩa là 25 25 25. Thì nếu mà trong 4 tuần 25, 25, 25 thì nó sẽ dễ dàng cho chúng ta làm việc hơn. Tại vì cái tính chất của con người là sao anh chị? Lúc nào cũng chờ cái giờ cuối cùng mới làm. Nước tới chân rồi mới nhảy. Cho nên vì lý do đó chúng ta không đạt được cái mục tiêu. Nhưng mà nếu mà cái miếng bánh nó được cắt ra nhỏ thì chúng ta thấy là chúng ta tuần này phải hoàn tất cái trách nhiệm này. Tuần này chúng ta phải hoàn tất thì gom lại điều kiện cũng tương đương với cái 30 ngày. Nhưng mà ngược lại nó đã được cắt từng phần cho nên nó rất là dễ để đạt được hơn. Tại vì chúng ta không có bị ý chờ tới cái giờ cuối cùng. Thì người ta có câu nói là cái gì? Nước tới chân mới nhảy. Chúng ta làm một cái công việc mà theo hàng tuần đều đặn thì chúng ta không có đợi tới nước tới chân, chúng ta liên tục làm thì mục tiêu của chúng ta rất là khó để miss. Cho nên cái đó là ba cái điều khác biệt để cho anh chị nắm. Thứ nhất là cái công ty mà làm theo tháng thì trả cho anh chị một năm 12 lần, tuần là 52 lần. Cái thứ hai, một cái công ty mà trả theo tháng thì nó giữ cái tiền lại trong cái công ty của họ ít nhất cũng là 42 ngày. Còn nếu mà anh chị làm theo tuần thì cái công ty nó giữ tiền lại trong cái công ty của họ mà có nhiều lắm thì cũng là chỉ có 21 ngày thôi. Thì nó rất là tiện lợi cho những cái người mà kinh doanh giống như anh em mình, có cash flow để mình còn có nhiều cái chi phí để chúng mình lo được. Cái nữa đó anh chị là một cái miếng bánh được cắt ra nhiều phần nhỏ thì dễ đạt hơn là mình ăn một miếng bánh một lần, đúng không ạ? Cho nên người ta có cái câu nói là sao? Nếu mà một cái bánh đó mình cắn một lần mình đâu ăn hết được, đúng không? Nhưng mà nếu một miếng bánh mình được cắt nhỏ ra từng phần thì mình dễ đạt hơn. Thì cái đó là cái sự chọn lựa, cái đó cũng là cái sự khác biệt giữa công ty có chính sách trả thưởng là 30 ngày và công ty có chính sách trả thưởng theo tuần. Thì Khải hy vọng Khải đã trả lời được câu thắc mắc của cái người bạn từ ở thị trường Minnesota. Xin chào anh chị.